Vâng, xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà với diện tích 67 m², hướng nhà là hướng Tây Bắc, nằm ở trên mặt ngõ nhà nước. Với căn nhà này, ô tô nhỏ có thể đi qua cửa. Thiết kế của ngôi nhà 3 tầng, nhà xây mới độc lập, duy nhất một căn vừa mới hoàn thiện. Trước và sau đều có sân riêng, rất là thoáng và hợp lý. Đặc biệt là xây độc lập, một căn sổ sách pháp lý rõ ràng. Mặt tiền của ngôi nhà được 5 m, mặt hậu 5 m 52 quý vị nha. Hướng nhà là hướng Tây Bắc. Vị trí của cái ngôi nhà này thuộc Đại Thành, Quốc Oai, giáp với khu đô thị Đô Nghĩa, gần với địa phận Đông La, Hoài Đức, gần địa phận Yên Nghĩa, Hà Đông. Phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, Hoài Đức, Quốc Oai, Chương Mỹ, đi làm theo cung đường Đại Lộ Thăng Long, Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài, xung quanh đầy đủ tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, đi lại tương đối là thuận tiện, gần trường đại học Fendica, gần cuối đường Tố Hữu, Lê Văn Lương. Cụ thể vào thiết kế của ngôi nhà này thì hợp lý, diện tích rộng, cho nên phần đầu tiên khi mà bước chân vào phần mặt tiền của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế cho quý vị một sân cổng riêng nhỏ nhắn hợp lý. Ở đây thì quý vị có thể được 5 chiếc xe máy riêng quý vị ạ. Và với phần cổng thì chủ nhà thiết kế cho quý vị là cổng sắt sơn tĩnh điện. Đây là phần cổng riêng. Cửa chính thiết kế cho quý vị là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Cụ thể tầng 1 thiết kế như sau. Hiện tại Ngọc Ánh đang đứng ở phần tầng 1 của ngôi nhà. Thiết kế công năng cho quý vị: một phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ sinh, một sân trước, một sân sau. Ở đây là phần phòng khách của ngôi nhà. Về phần cơ bản hoàn thiện hết 100%. Theo đúng hiện trạng là quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay, sổ sách pháp lý sẵn sàng giao dịch. Tầng 1 đây, ngoài cửa chính lại còn cửa sổ phụ, rất là thoáng, mát. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Phần sơn chủ đạo của ngôi nhà đã hoàn thiện xong hết. Nói chung là sáng mua, chiều xách vali về ở. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Quý vị nào đang tìm nhà xây độc lập hướng nhà Tây Bắc mà lại mong muốn diện tích rộng, ngõ ô tô nhỏ thì có thể cân đối căn nhà này. Đây là phần không gian phòng bếp với phần phòng bếp của ngôi nhà đây ạ. À, tương đối là thoáng. Với cái riêng cái phần không gian bếp này là nếu như mà ngồi ăn cỗ là phải để được tầm 3 đến 4 mâm đấy mọi người ạ. Đó. Với phần tủ bếp thiết kế gỗ MDF chống cong vênh, chậu rửa, vòi rửa chất liệu inox 304. Mặt bếp thì ốp đá granite, xung quanh bếp thì là ốp kính mọi người ạ. Trong phần phòng bếp này cũng được thiết kế hệ thống trần thạch cao và đứng từ không gian phòng bếp ra phần phòng khách tương đối là rộng thoáng. Còn đây là phần sân sau của ngôi nhà. Đây. Với phần sân sau này nếu như quý vị sau này về quý vị có thể bắn thêm mái để cho nó không bị mưa. Và sau này tiện ích sử dụng ở đằng sau này cũng tương đối là hợp lý nha. Ví dụ quý vị nào mà không thích trèo lên tầng 3 phơi quần áo thì có thể phơi ở dưới. Hoặc là quý vị ở đây có thể thiết kế đồ chế biến tươi sống mọi người ạ. Nói chung là hợp lý. Rồi ngoài phần phòng khách, phòng bếp thì thiết kế thêm một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1 như thế này. Đầy đủ công năng cho quý vị: bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 3 tầng sử dụng của ngôi nhà. Ngoài xin nhắc lại, với căn nhà diện tích 67 m², thiết kế và xây dựng 3 tầng, sân thoáng trước thoáng sau, hợp lý, xây dựng độc lập. Quý vị còn chần chờ gì mà đang tham khảo nhà thì liên hệ ngay với Nhà Tốt để được tư vấn. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 thiết kế là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite, đá đen cổ trắng. Mời mọi người theo em lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà, xem ngôi nhà 67 m² thiết kế 3 tầng công năng có thực sự tối ưu hóa hay không. Và Ngọc Ánh đang bước chân lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà thiết kế cầu thang giữa, phòng vệ sinh ở giữa, hai phòng ngủ trước và sau. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên. Phần bên trong, cơ với cái phần mặt bên trong của ngôi nhà này thì hướng nó là hướng đông nam, nên là mở cửa sổ tương đối là hút gió quý vị nha. Phòng ngủ thiết kế sẵn sàng dây chờ điều hòa cho quý vị, áp chờ điều hòa riêng,
Hệ thống trần thạch cao đèn LED. Cửa thông phòng thiết kế là cửa nhựa composite. Và phần phòng ngủ tiếp theo hướng ra phần mặt ngõ là hướng Tây Bắc đấy ạ. Phòng ngủ vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất. Đây. Và có ban công thoáng mở được ra bên ngoài. Đây ạ. Đây, mọi người có thể nhìn thực tế, phòng rất là vuông. Nói chung thiết kế hiện đại. Từ đến trang thiết bị cho đến màu sắc nó đều khá là nhã nhặn. Độc lập xây một căn. Rất là nhiều quý khách hàng hỏi và quan tâm đến những cái căn nhà xây độc lập không thích nhà liền kề. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ ở phần tầng 2 trước và sau. Có cửa kính ô thoáng này. Bồn cầu này. Lavabo. Nói chung hệ thống sen cây tắm nóng lạnh hợp lý. Mời người theo em lên tầng 3, tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Và trên việc tầng 3 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị hai phòng ngủ trước và sau y hệt tầng 2. Như vậy lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà, căn nhà này đã có 4 phòng ngủ riêng. Phòng nào cũng rộng rãi, thoáng mát, ánh sáng thông thoáng, phòng nào cũng có cửa sổ đầy đủ. Đấy. Mặt tiền rộng cho nên vào trong không gian phòng, đây quý vị có thể nhìn, siêu rộng luôn. Mặt tiền của ngôi nhà này là 5m mọi người ạ. Đấy. Mặt hậu 5m52. Có nở hậu một chút nha. Đây là phần phòng ngủ thứ tư của ngôi nhà, tầng 2, tầng 3, mỗi một tầng một phòng. Phòng vệ sinh sử dụng ở phía bên ngoài. Tương tự như tầng 2. Và mời quý vị theo Trần Ngọc Ánh lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và Ngọc Ánh đang đứng ở phần tầng cuối cùng của ngôi nhà. Trên tầng này thì thiết kế cho quý vị một ô giếng trời để lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Đây là khu vực một phòng để quý vị thiết kế phòng thờ. Và hai sân phơi trước và sau. Cái này thì quý vị nào mà mong muốn nhiều phòng hơn nữa thì quý vị về quý vị có thể cân đối làm thêm phòng ở trên này. Còn nếu không thì quý vị chỉ cần bắn mái tôn là thoáng trước, thoáng sau. Và thực tế quý vị có thể nhìn xung quanh. Nằm ở trong khu dân cư tương đối là đông đúc. Với cái quỹ đất ở Đại Thành Quốc Oai thì còn tương đối là nhiều, cho nên quý vị có thể nhìn thấy ở xung quanh rất nhiều vườn tược và cây xanh. Tạo nên một cái không gian thoáng mát cũng như là nhiều không khí và yên tĩnh. Đặc biệt là ở khu vực này thì tương đối là yên tĩnh nếu như nhà ở trong ngõ. Sau một ngày dài đi làm vất vả về thì cái nơi nghỉ ngơi yên tĩnh là cực kỳ hợp lý. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin, chi tiết cụ thể cứ liên hệ trực tiếp Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế. Hiện tại Ngọc Ánh đang rất là ít lên video bởi vì có những cái căn nhà cũng có những cái dự án bán từ phần thô, phần móng. Cho nên quý vị nào đang tìm hiểu, đang cân đối có thể mua từ phần thô, phần móng hoặc công trình mới sắp ra hàng thì quý vị có thể liên hệ ngay Nhà Tốt để được tư vấn và mua nhà tại phần thô, phần móng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.